Thưa quý vị, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dự kiến sẽ vận hành thử toàn tuyến vào cuối tháng 8 năm 2023 và sẽ khai thác thử toàn tuyến vào cuối năm nay. Dự án đang triển khai thi công khối lượng còn lại gồm kiến trúc, lắp đặt thiết bị hệ thống, cầu bộ hành, tòa nhà văn phòng công ty O&M và một số hạng mục khác. Theo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vào ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao quyền phê duyệt mức vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vận hành tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Theo đó, đơn vị vận hành được cấp 268 tỷ đồng vốn điều lệ trong quý 3 năm nay để chuẩn bị nhân sự khai thác tuyến tàu điện đầu tiên. Những ngày nay, tất cả các gói thầu của dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đều đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án. Tại gói thầu CP1A, thi công đoạn ngầm từ ga trung tâm Bến Thành đến ga nhà hát thành phố cũng đang tập trung đẩy mạnh tối đa công tác hoàn thiện kỹ thuật nhà ga. Trên công trường, chúng tôi đang tổ chức làm việc 24/7, cố gắng là làm an toàn và vệ sinh. Thi công là làm tới đâu, gọn tới đó và hoàn thiện tới đó. Bàn giao từng khu vực. Chúng tôi đang tập trung về các công tác hoàn thiện như là lát đá cho sàn, ốp đá cho tường, cũng như các công tác về defect để chuẩn bị vào giai đoạn nghiệm thu. Hiện nay tổng khối lượng đã đạt được khoảng 99,6% cho gói thầu CP1A. Không chỉ riêng về phần của nhà ga Bến Thành mà còn kết nối cho các tuyến nhà ga trong tương lai tới. Cả mọi người đang tập trung cao độ tuyệt đối đảm bảo an toàn để đưa dự án mình về đích đúng kế hoạch. Song song với công tác xây lắp, hoàn thiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, dự án Metro số 1 cũng đang tích cực đào tạo đội ngũ nhân lực, sẵn sàng cho vận hành thử nghiệm toàn tuyến trong quý 3 năm nay, cũng như khai thác chính thức vào năm 2024 theo kế hoạch. Có một điều thuận lợi là khó khăn về kinh phí hoạt động của đơn vị được giao vận hành khai thác dự án này trong hơn 2 năm qua đã được giải quyết. Rất vui mừng có được cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đồng ý là giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cái mức vốn điều lệ của công ty theo cái điều kiện tiến độ thực tế của cái dự án xây dựng tuyến sắt đô thị số 1. Thì cái việc giải quyết được cái kinh phí này sẽ có giúp được cho cái công ty sẽ có cái nguồn lực về tài chính để mà bắt đầu triển khai tuyển dụng nhân sự về quản lý, vận hành, bảo trì và cung cấp nhân sự để ban quản lý đường sắt bàn giao cho các nhà thầu tư vấn đào tạo chuyển giao công nghệ theo dự án. Cái thứ ba nữa là cũng sẽ có cái nguồn lực để công ty có thể chuẩn bị được những cái dịch vụ thiết yếu, ví dụ như là cái dịch vụ về đảm bảo an ninh, rồi nhân viên bảo vệ v.v. cũng những hàng hóa dịch vụ thiết yếu nhà ga để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái công tác vận hành khai thác thương mại tuyến sắt đô thị số 1 trong thời gian tới. Toàn dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hiện đã đạt tổng khối lượng thi công 95,4%. Tất cả các gói thầu hạng mục đều đã và đang kiểm soát tốt được tiến độ đề ra.